Cháu Kế xin chào quý cô bác. Hiện tại thì cháu Kế đang tiếp cận với điểm sạt lở lũ quét tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Nơi đây thì trời bây giờ vẫn còn đang tiếp tục mưa các bác ạ. Phía trước mặt kia đây là một ngôi nhà. Ngày hôm qua thì là ngôi nhà này mới chỉ bị quét qua một chút thôi. Nhưng mà bây giờ thì nước đang đổ về rất là nhiều và đất đá đang cuốn trôi theo dòng nước lũ. Đó, các bác có thể thấy những cây rất là lớn từ trên rừng đặc dụng bị đẩy về đây theo dòng nước cuốn, và những hòn đá rất là to. Rồi, các bác có thể thấy là mức độ nguy hiểm của lũ quét sạt lở đất gây ra đối với con người thật là nhỏ bé. Đó, các bác có thể thấy là toàn cảnh khu vực đây là một ngôi nhà mà đã bị cuốn trôi xóa sổ hoàn toàn và đã mất tích một cô. Từ sáng qua đến bây giờ là các lực lượng chức năng cũng đang tham gia tìm kiếm rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa tìm thấy. Người thân gia đình thì cũng đang tìm, bà con thì cũng đang đến đây trợ giúp cũng để tìm kiếm nhưng mà cũng chưa có hy vọng. Các bác có thể thấy là bây giờ trời đang mưa rất là to, nước đang đổ về rất là nhiều đây, rất là nguy hiểm. Đó, các bác có thể thấy là đất bên kia đang trôi rất là nhiều đây. Ok, có thể zoom lại cho các bác xem. Các bác có thể thấy là đất đang trôi xuống rất nhiều. Các bác có thể thấy là hiện trường bây giờ là đang là tan hoang hết rồi. Các cơ quan chức năng đang hỗ trợ tìm kiếm ở đây. Và chính quyền địa phương, lực lượng an ninh tại địa phương cơ sở đây cũng đang có mặt tại đây để hỗ trợ tìm kiếm. Đây là hiện trường ngôi nhà mà bị lũ cuốn trôi đây các bác nhé. Đây là các cơ quan báo đài truyền thông cũng có mặt tại đây, cũng đưa tin. Và có thể thấy là lượng đất đá đổ về quá khủng khiếp. Đây là cái cây hồng kia, là theo như mọi người kể là anh chủ gia đình này ấy, là anh chồng thì là cô vợ là bị tuột tay nhau ở chỗ cây hồng kia, thế là anh chồng thì bám vào được vào trong này, còn cô vợ thì bị trôi đi. Bên này là mọi người dân ở đây là cũng có mấy cô cũng là được chứng kiến cái vụ sạt lở ở đây. Cháu Kế qua cháu Kế hỏi cho các bác xem là như thế nào. Cháu chào cô, em chào chị. Tức là hôm qua là cái lúc mà bị sạt lở đấy là khoảng mấy giờ chị? Chị là nhà chỗ nào ạ? Nhà đây luôn ạ? Cái nhà sàn đằng sau đây luôn? À, nhà sàn bê tông dưới kia. Thế là lúc đấy là mình có chạy đi không? Có, chạy chắc khoảng đến 5 phút là được. Khoảng 5 phút? Chưa đến 5 phút. Thế là chạy ra đây rồi, chạy đến cái kia đây tầm khoảng cách cái đến 1 phút. Anh tàu chạy đến vào nhà. Xong chị cũng chạy xuống. Chạy xuống để ý. Xong rồi nhìn thấy ở trên kia là cây đổ ầm xuống, là mới gọi anh chồng mới chạy qua, anh vừa mới rút chân ra đến chỗ đường bê tông. Đây là cái đầu làm nước là đến chân luôn, đổ rồi. Nước đến chân luôn. Thế là ở trên là anh trai nhà chị luôn. Đấy là anh trai. Thế bây giờ là anh trai đấy thì bây giờ có bị thương không? Có, bây giờ đang cấp cứu. Đang cấp cứu bệnh viện tỉnh ạ. Hôm qua là anh ấy đã gan rồi. Vào qua quên em cậu cho đi gan rồi. Thở oxy đấy, đến đấy trong sáng ngay sau đó. Em cậu bên vợ anh xin lên Hà Giang. Nhưng mà anh đấy có bị vùi lấp không? Cái lúc trôi đi mắt ở dưới cái lá à, thế là bị trôi, cũng bị trôi. Hai vợ chồng kéo nhau đến chỗ này, đến chỗ hai người anh đến đây. Bên kia thấy là trượt tay chị dâu, thế là anh trôi đi, nhưng mà chị không biết là bị lấp hay là cũng bị trôi đi. Anh lại may mắn lại mắc ở cây lá. À, tức là may mắn là anh đấy đã mắc lại được cái cây, còn chị vợ thì là bây giờ cũng không biết là trôi hay là bị lấp. Nhưng mà lúc đấy là nước đúng không?
nước đổ về đúng không? Cả đá cả nước. Coi như là chị vừa mới quay sang là chỗ này coi như toàn trắng xóa luôn. Các bác có thể thấy là bây giờ mưa rất là to, còn đang mưa rất là to luôn. Nên là các cơ quan chính quyền địa phương, báo đài, truyền thông là đang có mặt ở đây để đưa tin. Phía bên này thì là nước vẫn còn đổ về, đang mưa rất là to. Các bác có thể thấy đây, mưa lớn, rất là lớn luôn. Cái nhà bên này lúc nãy thì cháu Kế chia sẻ cho các bác xem đấy, thì bây giờ nước đang đổ về lượng lớn, rất là lớn luôn. Không biết là khoảng bao nhiêu lâu nữa thì sẽ bị cuốn trôi. Các bác có thể thấy là hiện trường này là tan hoang hết. Những cây lớn này là từ rừng đặc dụng bị cuốn về đây nhé. Cuốn về đây. Đây là vị trí chỗ này thì mọi người bảo là cái ngôi nhà mà bị cuốn trôi ở đây này. Các bác có thể thấy là đây này còn cái bức tường bê tông ở đây hay là cái rằng này vẫn còn ở đây, sót lại ở đây. Đó, rằng cốt thép bê tông này. Đó. Cuốn bay chính dòng luôn nhé. Cái này là bị chính dòng. Còn nước ở trên kia thượng nguồn như là bây giờ cũng đang đổ về cũng là rất là lớn luôn nhé. Rất là có nguy cơ là lại tiếp tục sẽ mưa thế này thì lại tiếp tục có một trận nữa quét qua đây. Chú với anh là người ở nhà ở đây luôn ạ? Không ạ. Nhà mình ở đâu ạ? Ở ngoài ạ? Ở đâu ạ? Thông Nguyên. À Thông Nguyên à? Thế là đây là về đây là có đây người là nhà đây. Nhà đồng hao ta... À đồng hao với chú ạ. Tận đồng hao chú. Thế là nhà cũ là đúng ở chỗ này đúng không ạ? Chỗ cái cột bê tông kia đúng không ạ? Đây là đúng chính dòng luôn. Bây giờ là các cơ quan chức năng thì đang tìm biện pháp mà họp bàn lại là di rời khẩn cấp những cái hộ ở đây ra ngoài nơi ở an toàn. Bây giờ là mưa vẫn còn đang đổ về rất là nhiều. Cây cối thì là trôi. Các bác có thể thấy là thiên tai thì nó không chừa một ai. Bây giờ thì là mọi người cũng đang chung tay chung sức đồng lòng hướng về vùng lũ, vùng sạt lở, nơi những mảnh đời bất hạnh đang phải gánh chịu thiên tai. Vừa rồi thì cũng cháu Kế cũng cập nhật được thông tin là đêm hôm qua thì ở xã Trung Thành của huyện Vị Xuyên thì cũng đã xảy ra cháy lớn ở đó, cũng là thiệt hại về tài sản. Đây là em là con trai của cô à?
Thế anh xin chia buồn với em nhé. Anh muốn là cũng may mắn là sẽ tìm thấy mẹ sớm nhất. Tức là trong cái thời điểm đấy là em có ở nhà không? Không, em không ở nhà. Anh. Em không ở nhà. Em đi làm ở Hà Nội. Em đi làm ở Hà Nội. Em đi làm Hà Nội. Thế là chiều qua mới về đến đây? Chiều tối qua em mới đến được. Chiều qua. Thế là bố bây giờ là bây giờ bố như nào rồi? Bố em đang cấp cứu trên tỉnh. Cấp cứu à? Tiên lượng thì có tốt không? Bố em chưa có kết quả. Chưa kết quả. Kết quả thì nếu mà không ấy thì xấu nhất thì sẽ đưa nó Hà Nội. À. Hiện tại thì đang chờ. Bị đa chấn thương đúng không? Bị lũ quét này không? Nhiều. Thật, em nói chung là em chưa có kết quả đâu, hôm qua bởi vì xuyên thì nó báo nó không cụ thể nên là em phải đưa lên tỉnh luôn. Thế là phải đưa lên bệnh viện tỉnh. Thì đang chờ kết quả tỉnh, nhưng mà không được thì em sẽ đưa lên xuống dưới Hà Nội. À. Em chưa biết được như nào, bây giờ đang chờ kết quả đây. Thì sáng nay em mới đưa từ Mỹ Xuyên lên. Thế nhà em là có hai anh em trai được? Dạ vâng, em hai anh em trai. Em mới một em trai. À, rồi. Đang nói đấy ạ, của bác xã và bác. Bây giờ là thằng kế sẽ đưa cho quá xem những ảnh nữa rồi à, cũng là xin phép dừng cái video này ở đây để đi ra ngoài đăng những cái video lên để cho các bác xem về cái hình ảnh trận lũ quét qua đây. Bây giờ là mọi người cũng đang hướng về đây rất là nhiều, cũng đang chuẩn bị đưa những cái phần quà đến trợ giúp cho bà con ở đây trong cái lúc mà bị như thế này, là mất hết tài sản, hoa màu, lương thực thực phẩm cũng không còn. Còn là sau lũ thì sẽ khắc phục bằng phương án là trao tiền thôi các bạn, chứ còn bây giờ là cứ mang thực phẩm lên những cái vùng như này thì có những lúc sẽ thừa ra, lúc thì cần thì không có, nhưng mà đến lúc lại có nhiều đoàn mang đến rồi thì nó sẽ thành thừa. Nên là bây giờ cái quan trọng nhất là vẫn hỗ trợ bà con bằng phương án là cứ trao tiền mặt cho bà con thì nó sẽ là tốt nhất. Đây các bác thấy là cây to rất là to này, quật vào đây này. Đây là một ngôi nhà sàn bê tông, chứ còn nếu mà nhà gỗ thì chắc là cũng sập luôn. Đấy, thóc trôi hết ra đây, bao thóc bao thiếc ngổn ngang hết ở đây. Đây là cái con đường bê tông nha các bác nhá. Đây là bê tông để đi lại chính ở trong cái thôn này. Vậy mà cũng tan hoang hết rồi. Đây là ao cá. Ao cá mà bây giờ là cũng đất đắp hết. Cây que đổ về với rất là nhiều. Thóc, lúa trôi ở kia rất là nhiều. Rất là buồn. Bây giờ là ngày thứ hai sau khi cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Mỹ Thượng, xã Phục Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, thì là bà con thì cũng đang chưa biết là phải xử lý như thế nào, đi về đâu. Bây giờ là cũng không ở đây được nữa rồi. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì cũng đang có phương án di rời bà con tạm thời ra nơi ở mới, ổn định lại cuộc sống. Rất là buồn khi mà chứng kiến cái cảnh lũ xảy ra tại quê hương Hà Giang của cháu kế. Cũng không nghĩ đến là Hà Giang lại gánh chịu tiếp một trận lũ quét lịch sử như những các tỉnh khác. Cũng không ai mong muốn cái việc mà lũ lụt thiên tai đến với bà con, đặc biệt là người Việt Nam. Rất là cảm ơn các quý cô bác đã có những cái tấm lòng nhân hậu, nhân ái, lo cho bà con, giúp đỡ bà con trong cái lúc mà thiên tai như thế này. Bây giờ là không biết là đi lối nào. Chỉ là lúc đi vào một lối mà ra một lối. Nước thì bây giờ cũng khá là lớn ở dưới. Không biết có dám đi qua lối dưới này không, hay lại phải quay ngược lại lối bên trong kia. Đây là những cái ngôi nhà. Lũ cuốn ra. Đây, cột điện cũng đổ hết đây.
trôi từ trong thời gian đến đây. Rất là nguy hiểm. Bây giờ là không biết đi lối nào. Tối qua thì anh em cũng 8 giờ tối mới bắt đầu ở dưới khu vực này di chuyển về thành phố Hà Giang. Sáng nay thì là 6 giờ anh em lại di chuyển sớm từ trên thành phố đi xuống. Hiện tại thì là cái tuyến đường trục chính quốc lộ 2 ấy, từ hướng Hà Nội lên Hà Giang ấy, thì là vẫn chưa được thông tắc các bạn. Các bác nào mà có lịch trình di chuyển ấy, thì cũng nên cân nhắc. Không biết là đi ra lối nào được đây. Càng đi càng không biết đường. Như vậy là quá rộng lớn rồi. Mọi người đi từ ngoài vào thì chắc là lối này thôi. Còn cái đường tránh phân lùa làn ấy thì là hiện tại cũng đang bị tắc, cũng chưa biết là khi nào sẽ thông. Hình như là lối này ra là đúng rồi. Đúng rồi các bạn. Chúng ta theo lối này. Đó, kế thì nó cũng qua lối này, hình như qua lối này rồi. Đây là cánh đồng mà cái dòng lũ chính đi qua dưới này. Rất may là phía bên này thì là chỉ có bị thiệt hại về tài sản hoa màu thôi. Còn phần người thì là không có bị sao cả. Dạ. À có ạ. Chó... Nhưng mà hôm nay âm u thì không thể nhìn thấy mười mấy vết nứt thêm ở trên đấy. Lại nứt thêm ạ. Vâng. Thế là mọi người đã lên xem rồi? Vâng. Có chú... người dùng máy bay không người lái để lên. Sáng nay? Vâng. Sáng nay bay lên rồi. À, hôm qua. À từ hôm qua. Vâng. Hôm... Nói chung là quân anh em dân công lên xem. Chú là người ở đây luôn ạ? À? Đấy, nhà tôi cũng còn cái gì đó. Nhà chú ở chỗ trên đấy, khe đấy luôn ạ. Đấy. Thế là cái nhà sàn đấy. Vâng. Cũng không còn ạ. Không còn. Còn như là ruộng vườn với ao cá là đi hết. Thế bây giờ là chú đang ở tạm ở đâu rồi? Tôi với gia đình tới hai nhà. Còn một cạnh một nhà. Nhưng mà cũng bây giờ cũng không nên ở chứ. Nói chung là cũng xa vùng núi nhưng mà không biết là yên ổn hay không, nếu mà cả vào rồi thì xuống thì cũng san bằng luôn. Vâng. Bây giờ mưa thế này thì cũng không dám ở mà cũng nói chung là cũng không nhà, lên ở. Đây là ông nhà ông rể. Dạ. Rất cần cẩn thận. Vâng. Cháu xin chia buồn với chú nhé. Các bác nào mà có hỗ trợ lên vùng này thì cứ lên với địa chỉ là thôn Thượng Mỹ, xã Vĩnh Hạ, Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, thì là bà con ở đây rất cần. Bây giờ là không phải là cần lương thực thực phẩm mà bây giờ cần các bác là quyên góp và ủng hộ một khoản tiền lên trên này với bà con, kể cả 1.000 cũng rất là quý trong cái lúc bây giờ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và bây giờ cháu Kế cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào các bác.